Chào, hôm nay là bên VinFast gọi điện cho mình là bảo là có cái phần mềm mới cho xe và kêu mình đem xe tới cập nhật. Thì giờ mình lái xe tới VinFast để mình cho bên nhân viên cập nhật cái phần mềm cho xe. Nghe nói thời gian cập nhật cũng 4-5 tiếng lận ha, nên là sáng nay mình rảnh mình cho xe tới cho nhân viên cập nhật ha. Đây là cái xưởng dịch vụ của VinFast ha. Mình tới đây thì nhân viên là thông báo là thời gian cập nhật xe phần mềm cho xe từ khoảng 3-4 tiếng ha. Thì giờ xe đang để cho nhân viên vô cập nhật ha. Vậy là trong thời gian chờ nhân viên của VinFast cập nhật phần mềm cho cái xe của mình thì nghe báo là khoảng 3-4 tiếng, thì mình ghé quán cà phê đối diện VinFast mình uống cà phê ha, và mình chờ. Ở đây có cây siro ha, cây siro rất là đẹp, rất là đẹp trái nữa. Đây ghé đây uống cà phê, cũng đang nôn nao là không biết là có tính năng gì mới cho cái xe của mình hay không. 11 giờ hả? 11 giờ đúng như hồi nãy là bạn bên dịch vụ VinFast nói là cập nhật khoảng 4-5 tiếng á, nhưng mà vì thực chất là mình chỉ có khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, thì bên dịch vụ đã gọi điện là bảo là xe mình đã cập nhật xong rồi ha. Bây giờ mình lại mình lấy xe mình coi có những gì mới hay không ha. Có những cập nhật gì mới? Không biết là cái này mình có những cập nhật gì nó mới hay mà. Dạ, anh chờ em xíu. Dạ. Thì tụi em có cập nhật cho mình WCU đây. Đó là chương trình sẽ như thế nào? Thông tin xe. Xin chào anh chị, em là trợ lý ảo VinFast. Cái này là để mình vô. Để mình coi được cái pin mình có chai hay không hay là như thế nào. Dạ, không, cái này là cái vô mà để coi những cái phần mềm mới nhất của mình. Dạ đây. Rồi. Thì đây là những phần mềm mà mới nhất mà hồi nãy tụi em đã vô, tụi em đã có cập nhật cho mình ạ. Rồi. Đây, software là phần mềm, hiện tại những cái này là những cái mới nhất của bên em thôi. Ừ. Thì hồi nãy tụi em đã có vô. Nói đại khái là anh cũng không có rõ lắm, nhưng mà đại khái là bây giờ ở trong này thì mình ví dụ như là mình có được cái tính năng gì mới không so với bình thường á? Dạ thì cái này thì cái chương trình này ở trên lãnh đạo ở trên đưa xuống thì tụi em chỉ cập nhật cho phiên bản của xe của mình là lên tất cả những phiên bản mới nhất để dành cho xe khách hàng thôi. Chứ còn chi tiết là mình sử dụng mình mới biết đúng không? Dạ. Tại anh không biết là nó có những cái gì mới. Ví dụ như trong này cái xe mình có biết coi được cái độ chai pin là như thế nào không? Cái pin mình còn bao nhiêu phần trăm ví dụ vậy? Cái độ chai pin chứ không phải này là cái mức nhiên liệu. Dạ, cái độ chai pin này thì phải có phần mềm test đúng không? Có phần mềm, một cái phần mềm test. Rồi. Còn cái này hồi nãy lúc mà xe mình vô thì tụi em cập nhật là tụi em sẽ cập nhật những cái phần mềm trên xe. Ví dụ như trên xe mình sẽ có những cái hộp, ví dụ như ACM, ADAS, như BCM thì tụi em sẽ cập mới lên hết cho mình. Giả bộ như BCM là tụi em sẽ cập mới lên cho mình. Rồi ví dụ như CCU nè. Dạ, rồi T-Box nè, rồi VCU nè, XXY nè, là tụi em sẽ cập nhật hết tất cả những cái phần mềm mới hiện tại của bên em, sẽ cập nhật hết cho xe của mình. Cái này là Android Auto là mình vẫn chưa kết nối được đúng không? Chưa cập nhật được không? Dạ đấy, mình kết nối mạng mình vào mình. Không, cái nghĩa là mình cắm điện thoại mình vô đây để nó kết nối với phần mềm mà Android Auto của máy. Đợt trước anh có hỏi nhưng mà bảo là tính năng đó là chưa có phát triển xong, chưa có hoàn thiện. Nghĩa là mình cắm điện thoại mình vô cái jack này nè. Thì nó nhận diện được anh có giấy nhắc để như vậy là sau khi mình chạy xe VinFast khoảng gần 1.000 km thì bên nhân viên của VinFast có gọi điện cho mình là đem xe tới xưởng dịch vụ để cập nhật cái phần mềm mới nhất cho xe. Thì mình đã cập nhật xong, sau khoảng thời gian khoảng 2 tiếng trong lúc mình chờ uống cà phê xong thì nhân viên đã gọi điện cập nhật xong. Thì mình ra mình có hỏi thì cơ bản mình thấy là cái việc cập nhật các cái phần mềm mới, firmware mới cho cái xe để cái xe nó hoạt động ổn định hơn ha? Xe nó hoạt động ổn định hơn, rồi khắc phục các cái lỗi nhỏ cho cái xe ha? Các lỗi sau khi người dùng chạy, rất nhiều người dùng phản hồi về thì VinFast sẽ khắc phục các cái lỗi đó ha? Và cái xe mình nó hoạt động ổn định hơn. Còn về cơ bản thì các cái phần mềm thì nó cũng chưa có gì thay đổi, nó cũng như vậy thôi ha? Chỉ là khắc phục và các cái lỗi và xe nó chạy ổn định hơn. Mình thấy là nhân viên khi giao xe mình thì cũng có hỏi là mình trong quá trình mình chạy thì có cái gì trục trặc này nọ để họ ghi nhận
mình thấy là cái sự tư vấn cũng như là chăm sóc khách hàng của nhân viên ở tại VinFast cũng khá là ok, rất là ok ha. Cũng khá hài lòng về cái việc cập nhật, update các cái phần mềm mới nhất cho xe. Hy vọng rằng là VinFast liên tục lắng nghe các ý kiến của người dùng để tiếp tục cải thiện cũng như là tăng cường thêm các cái tính năng mới để cho cái xe mình nó hoàn hảo hơn.